Đây cho anh. Thì học với nó khá cứng. Phê quá anh em ơi. Nghe cái tiếng này đã gì đâu á. Đó, cái alo. Đó, vậy cho anh em dễ nhìn. Đó. Đẹp không? Khá đẹp ha. Hello, chào anh em nha. Hôm nay Vinh sẽ review một cái máy cho anh em nhìn thấy hả? Bên da bằng. Thì cái máy này là cái máy Daiwa Exis Lighted 3000CH. Lúc trước anh em có nếu mà xem video của Vinh á thì sẽ thấy Vinh hay đánh cây Modan với lại máy Teo La. Thì cái bộ cần đó là mình đã để lại cho Tú á. Tú là hồi bữa là dính con cá chẽm 20 kg á, là Tú Tú mới nói là thôi anh Vinh để lại cho em cái đó để anh mua cây khác đi. Thì mình cái Modan này rất mình rất thích đánh cái Modan. Thì Modan nó đánh rất là nhẹ mà nó đẹp nữa. Mà mình mua lại cái Modan thì không có, tại vì giờ là cái dịp mà cuối gần Tết rồi đó, cuối năm mà là mình không có mua được. Thì mình quyết định là mình mua cây ti luôn. Thì anh em chắc có thể cũng đã biết cây ti, hồi trước mình có review một cây máy ngang rồi. Cây này là cây máy đứng ha, ti Racing Design 671 Beam Line cộng FS. Thì mình sẽ cái này là mình chưa có khui luôn nha. Cái máy này là mình chưa khui, nhưng mà cây cần á thì mình đã khui ra rồi, tại vì mình cây cần nó dài á, mình phải kiểm tra trước. Mình đã khui rồi, còn cái máy này là chưa có khui. Thì bộ cần này để mình sẽ đánh thường xuyên hơn. Cây này sẽ đánh thường xuyên hơn. Thì cái cây kia thì mình đã bán cho Tú rồi ha. Rồi ok, mình sẽ khui hộp cho anh em xem cái bộ cần này nó như thế nào. Rồi trước mắt là mình sẽ nói về cái này, tại sao mình không mua máy Teo La nữa mà mình đánh cái Daiwa Exis. Thì lúc trước á mình đánh Teo La, mình nói về cơ bản về cái Teo La nó như thế nào ha. Teo La với Daiwa Exis thì nó hơn và thua nhau cái nào? Daiwa Exis á thì nó bản chất của nó đó, cá nhân mình thôi nha, bản chất của nó là nhẹ hơn. Nhưng nếu nói về nhẹ sẽ nhẹ hơn, nhưng nếu nói về mà độ bền thì Shimano Teo La là số 1. Hiện tại thì chưa có cái máy nào hơn hết. Cái máy này á, mình muốn mua cái máy này á, mình cũng thích về độ bền nhưng mình cũng thích về nhẹ. Thì mình quyết định là mình mua cái máy này, tại vì nó nhẹ hơn Teo La đến hình như khoảng cỡ 30 gram lận, cùng một size. Rồi cái máy này, thứ nhất là cái máy này cái buôn nó cạn. Mình đánh dây nhỏ, mình đánh không có dây nhiều, mình đánh buôn cạn. Đó, mình thích cái máy này hơn, với lại mình trải nghiệm để cho nó cùng bộ với lại cái cây Daiwa Racing Design, ST Racing Design. Thì nó sẽ làm cho cái bộ cần của mình nó nhẹ hơn nữa. Cây ST Racing Design này á, nó nặng, nó là một khúc, nó nặng chỉ có 80 gram thôi nha, nhẹ nhất hiện tại bây giờ luôn, trong tất cả những cái dòng câu cá bass là nó là nhẹ nhất ha. Thì cái máy này nó là nhẹ nhưng nó vẫn thua cái máy của Shimano là cái Vanquish. Cái Vanquish nhẹ hơn, Vanquish nhẹ hơn nhưng mà ngược lại Vanquish không có bền bằng cái này. Cái này nó bền hơn, tại vì Vanquish nó có sử dụng cái body là C4 cộng nhiều lắm, cái chất liệu của nó là nhiều lắm, bởi vậy nó không có bền bằng. Thì cái này vẫn là bền hơn. Với lại Vinh thích cái này á, là cái body của nó là monocoque, là nó một khối thì nhìn nó sẽ đẹp hơn.
mình cái nước nhôm á mình cầm á thì nó không có đẹp bằng, cá nhân mình đánh giá thôi nha, nó không đẹp bằng teola. Cái nước nhôm cầm có vẻ nó sẽ mỏng manh hơn đó, thì nó không bền, cái độ bền nó sẽ không bằng teola. Nhưng mà về nhẹ thì nó nhẹ hơn, mình thì hiện tại là mình thích nhẹ đó, bởi vậy là mình hy sinh cái độ bền một chút đi, mình sẽ cần cái máy nó nhẹ hơn để mình quýnh mà thoải mái hơn, với lại bộ cần của mình nó đánh nó thích hợp hơn. Với lại Daiwa, thì mình gắn cái bát nó sẽ đẹp hơn là Daiwa gắn với lại Shimano ha. Rồi ok, mình sẽ bây giờ là mình sẽ khui cái máy ha, mình để cái cần qua một bên nha. Bữa giờ là mình lấy về khoảng chừng 5 ngày rồi, nhưng mà mình không có khui, mình đợi là chừng nào cần mình về thì mình khui luôn. Thì may quá thì cái cần mới vừa về tối ngày hôm qua đó, thì mình khui luôn cho mọi người xem, chứ bữa giờ mình cũng chưa khui luôn, mình không biết trong bên trong nó có phải cái máy đây qua exit đâu nữa, hoặc là nó có chạy hay là cái là mình không biết nha. Cái giọng của mình hôm nay có thể mọi người sẽ khó nghe, tại vì mình đang bị cảm á, sẽ khó nghe. Wow, rất là đẹp, rất là đẹp. Thường anh em đập hộp sẽ ít khi nào mà được có cái hộp đấy lắm, tại vì thường là đại lý người ta sẽ giờ người ta sẽ khui ra, nhưng mà mình thì mình để là mình chưa khui luôn, để cho anh em biết cảm nhận là cái máy nó khui như thế nào nha. Đó, đã nhất là đã chỗ này nè. Thì cái bộ này là mình mua về là mình đánh nha, chứ không phải là mình bán đâu. Wow, rất là đẹp. Daiwa Exist Lightweight 3000 CH. Là vòng tua này là vòng tua cao nha, nhưng mà không phải là quá cao. Vòng tua cao không phải là quá cao. Hiện tại là nó có là Exist Lightweight 3000, Exist Lightweight 3000 CH, Exist Lightweight 3000XH. Thì mình chọn là cái vòng tua cao, nhưng mà lại nằm ở trong cái trung bình. Lúc trước mình đánh cái teo la là 3000XG, nhưng mà bây giờ mình muốn hạ thấp xuống chút xíu nè. Nó nè có công nghệ là Maxil, bull là bull ATD, mono kill body, tút kia. Cái nghề cái này có nghĩa là cái bánh răng nó mạnh hơn á. Còn mà mono kill body có nghĩa là body nó một khối, còn Maxil có là dầu Maxil trong mặt đạn. Còn cái ATD này có nghĩa là giống như cái thắng của nó, mình sẽ khi mà con cá mà nó kéo thắng ra đó, cái mun ra thì nó sẽ bình thường của Shimano là nó sẽ đều, còn cái này nó sẽ nhẹ trước rồi nó mới nặng sau. Đó là cái công nghệ ATD này là vậy. Bánh răng là 5.7.1, trọng lượng 185 g, mát là 10 kg. Mình cũng thích cái này luôn, tại vì hồi xưa Daiwa nếu tính ra Daiwa không có ngon dòng trước, những cái dòng Lightweight sau này mới ngon thôi. Những cái dòng mà không có Lightweight là không ngon. Thứ nhất nó vừa nặng, thứ nhì là thắng nó chỉ có 7 kg thôi, nhưng mà dòng mới là thắng nó đến 10 kg. Vòng tua là 85 sen ha, 12 mặt đạn. Dây nai lông là thì mình bỏ qua đây ha, dây nai lông thì mình không có chơi. Dây bệnh nè, dây số 1 là 200 m. Bình thường cái máy tabla cũ mình hay đánh là số 1 luôn, thì mình thích cái mã này là như vậy á, đánh số 1 200 m. Dây đánh 1.2 thì 190 m, 1.5 thì 170 m. Rồi ok, không có đại lòng. Đã quá anh em ơi, mình cũng đã từng thấy cái máy này ở ngoài rồi, nhưng mà không có đã bằng cái là mình đập hộp là mình thích hơn. Cái đó là mình thấy của người ta thôi, cũng là máy mới nhưng mà mình không có thích bằng cái kiểu mà mình đập hộp như vậy, rất là đã. Này là cái gì không biết luôn, này chắc phiếu bảo hành hay catalog gì đó. Này không quan trọng nên mình để qua một bên nha. Rồi ok, mình để cái hộp qua một bên nha. Quay vòng là cái máy. Cá nhân mình nha, mình thấy cái máy cái bao này nè đẹp hơn là cái bao của Teola. Teola sau này á, nhìn nó sao á, nó nhìn nó không được đã, mặc dù là mình nói thiệt thật sự là mình rất thích hãng Shimano nha, rất thích hãng Shimano, nhưng mà mình thấy cái bao vỏ của nó không có đã bằng cái hàng này.
Mình nói luôn cho mọi người biết về cái giá của cái máy này. Cái giá trong hãng là mình nhớ hình như là 62.000 hay 63.000 gì đó. Thì thường á là Shimano sẽ bán thấp hơn là cái giá niêm yết. Daiwa nó bán bằng hoặc giá cao hơn. Tại sao vậy? Thì cái đó là có thể là do mình nghĩ là Shimano ở Việt Nam mình có đại lý nhiều, thì mỗi người cái một sự cạnh tranh khác nhau, người ta sẽ hạ giá xuống, đè xuống. Không phải Teola nó dở hơn cái này, mà tại vì Daiwa không có hãng của Việt Nam, không có đại lý á. Có mình biết có một đại lý nhưng mà hình như đồ người ta bán không có nhiều đó, kiểu giống như là đại lý chắc cấp 3 hay cấp 2 gì đổ lên đó, chứ không phải đại lý cấp 1. Bởi vậy nó sẽ không có những cái máy này nhiều là vậy. Thì cái giá này mình nói sơ lược cho anh em dễ hiểu là cái máy này là trên 15 triệu nha. Cái máy này trên 15 triệu, trong khi Teola khoảng chừng 12 mấy 13 triệu thôi ha. Mình biết là cái giá mình bỏ ra nó không có xứng đáng lắm so với cái tổng tiền mình bỏ ra, trong khi Teola chỉ có 13 thôi. Nhưng mà tại vì quan trọng là mình thích, mình muốn trải nghiệm mới, nó là như vậy ha. Để quay. Rất là đẹp. Mình thích chỗ này nữa nè. Teola không có. Là cái chỗ này nó chích cái rãnh này, mình thấy nó rất là đẹp, rất là hay. Cũng khá nhẹ. Đẹp á. Khá đẹp á. Mình thấy cái này rất là hay nè. Teola đời mẫu 2014 không có, cái này nó lỏng là không vô, dễ bị chèn ngay chỗ này lắm. Teola 2018 mới có là chết luôn. Thì mình thấy cái này rất là hay, không có bị chạy. Cái máy còn khá nặng. Rất là đẹp. Made in Japan nè. Body monocoque là như vậy, có nghĩa là nó một khối rồi xong cái nắp này nó ụp qua. Còn Teola là nó có một cái miếng bắt ba con ốc ở đây, còn cái này nó chỉ dặn vô bánh răng ở đây thôi ha. Thì Daiwa nó có một nhược điểm là mặt đạn mát siêu, khi mình vệ sinh hay gì đó là mình sẽ không có cái dầu mát siêu để mình chăm. Mình không biết là ở Việt Nam mình xài cái dầu mát siêu là của nước nào mình không biết, nhưng nếu mà trường hợp mà Daiwa có bán ra thị trường thì chắc chắn là những đại lý ở Việt Nam mình sẽ có bán. Nhưng mà tại sao đại lý Việt Nam mình không có bán là vậy á, không biết. Anh em những thợ máy nào lấy cái dầu mát siêu ở đâu ra thì nếu mà lấy được cũng gọi là một thiên tài chứ thực chất ra Daiwa không có bán mát siêu ra phía ngoài nha. Cái này là mình gạt qua gạt lại để mình trả trả tới cho luôn nè. Nè, trả luôn. Quay tới quay lui được là nó sử dụng cái này. Còn Teola thì đã bỏ cái chức năng này rồi. Nhưng mà riêng mình á, mình không thích cái này nha, mình không thích cái này, bỏ luôn, tại vì có đời nào sử dụng cái này đâu. Mình gắn vô nha. Anh em bỏ cái tay quay vô á là nhớ dặn từ từ, đừng có cố dặn nhanh quá. Cố dặn nhanh quá mà lỡ mà nó chẹo cái bánh răng ở đây một cái là nó hư cái nhông ở trong đây là chết luôn, là tốn tiền rất là nhiều luôn, mà lại khó mua nữa chứ không phải đơn giản dễ mua. Cái máy khá nhẹ đó. Em nghe âm thanh nha. Cái âm thanh này nó không có nghe, nó không có đã bằng Teola. Teola nghe nó thanh hơn, nghe nó đã hơn, nghe tông 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 tông. Còn cái này nghe nó nhỏ hơn, nó không có bằng. Teola một phần nó bền hơn á, là cái miếng này nè. Cái thằng này á, Daiwa nó làm bằng Zion, còn thằng Teola nó làm cái miếng này nè là bằng nhôm luôn. Cái càng bằng nhôm luôn, bởi vì nó bền hơn, một phần nó bền hơn. Càng của Daiwa thì nhìn nó to, nó gấu hơn. Còn Shimano thì nhìn nó mảnh mai hơn. Mình quay cho mọi người xem. Cũng khá nhẹ, nhưng mà có thể là cái máy nó còn mới á, nó không có được nhẹ lắm thôi. Mình câu một hai bữa nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều.
rất là đẹp. Rất là đẹp. Rồi, ok, mình đã qua một bên nha. Mình mở bao cây cần nha. Rồi, ten ten. Cái này mới thích hơn nè. Cái kia thích một thôi chứ cái này là phải thích 2, thích 3. Daiwa City Racing Design. Cây này là một khúc nha. Cây này là có keo nano, nano rust, nano của Touray. Là thông số của nó, là mình sẽ đọc sơ sơ cho mọi người ha. Daiwa City Racing Design 671 mm line cộng FS, dài 2m01, một khúc, nặng 80g, đọt là 1.7 ly. Cái trước bách mái á, cái lăng trước bách mái là 10 ly.4. Tải dây á, là cái này nó ghi là dây ni lông nha, từ 5 đến 10 bao, còn tải mồi từ 2.7 đến 14 gram. Rồi, ok. Cây này là mít da băng nha. Cái bao này làm mình thấy là rất là thích luôn á. Tại nó rất là thích. Cái cây cần này là dòng câu cá bát mà cao cấp nhất của Daiwa. Daiwa không có cây cao cấp hơn. Nó có thêm một cái bao nữa này. Đó, để về cho anh em. Tại vì cái góc tường nhà mình nó không có đủ cái chiều dài á, để mình đưa cái cần ra, mình đưa hơi xéo xéo nha. Đó. Rồi mở tiếp. Về cảm nhận cái lăng cần của cây này á, phải nói là hai từ là tuyệt vời. Hai từ tuyệt vời, rất là đã. Tại vì trong cái video á, mình trong cái khung hình của mình á, nó nhỏ quá đi, mình không có thể nào mình đưa cái cần cho anh em xem cái action nó như thế nào, cái độ cong của cái cần như thế nào. Mình chỉ nói cho anh em dễ hiểu thôi. Lăng cần rất là đẹp. Cá nhân mình nha, mình thấy cây cần này á, là phải nói là nếu mà so để cho mình xếp hạng á, là cây này tốt nhất trong tất cả những cái dòng câu cá bát hiện tại bây giờ luôn. Kể cả Boston Tima luôn, cây này vẫn hơn. Cá nhân mình vẫn đánh giá là cây này cao hơn. Cây này cao hơn cây Boston Tima. Nó có nhiều cái yếu tố để mình đánh giá là cao hơn. Thứ nhất là cái lăng cần nó rất là đẹp. Thứ nhì là khoen, khoen của nó là khoen AGS, là khoen carbon lòng serin. Mà trọng lượng của cái cây cần này là nhẹ hơn cây Intima. Bởi vậy là mình đánh giá là cây này vẫn cao hơn cây Boston Intima nha. Rất là đẹp. Cũng có chữ đây qua với cái này. Cái góc có thể là anh em khó nhìn đó. Nhôm CMC. Bắt máy là SVF. Để mình đưa qua đây cho anh em dễ xem. Tại vì cái góc tường mình bên trái nó bị kẹt nè. Đó, FVS. Cái thông số cần nè. Rất là đẹp, máy in da băng. Có 3DX, có X45, có ISS. Mình nói này vậy cho anh em biết sơ sơ ha. Cái cần này á, có lăng cần là, để ta mình nhớ ra. Lăng cần là SVF, có nghĩa là cái lăng cần là tốt nhất, carbon tốt nhất của Daiwa trong dòng lô á. Là hiện tại bây giờ là carbon SVF là tốt nhất. Cây này có keo nano, keo nano của Touray.
X45 là cái công nghệ X nó quấn chéo vậy nè ha. 3DX là cái giống như này, cái này là lăng cần được quấn 3DX, giống như những cái rổ tre, rổ rổ tre của mình á, được xếp cái hình mà lục giác á đó, là à, là nó xếp cái carbon là y chang như vậy đó. Rồi công nghệ ISS có nghĩa là nó nói dây cần này được, có nghĩa là mình khi cái độ cong mà mình quăng hoặc là mình đóng cá gì á, cái đàn hồi của cái lăng cần nó sẽ nhanh hơn cái này. AGS lần khoen là khoen AGS nha, lòng là lòng syrin. Cái carbon mà nó nằm đến để nó làm cho cái khoen này á, là carbon T1001G của hãng Turay. Thì cái hãng này á, T1001G á, là hãng là cái carbon nó hay làm cho công nghệ mà máy bay đồ đó, hàng không á đó, là nó sử dụng cái carbon này, bởi vì nó làm cho cây cần rất là nhẹ. Này, anh em nhìn ha, rất là đẹp, phải nói là rất là đẹp luôn. Tại cái cây này một khúc á, mình cầm ở cái khu vực của mình, nhà mình nó hơi nhỏ, bởi vì mình cái góc như anh em có thể là nhìn nó hơi khó, nó hơi bị xéo xéo á, anh em xem video thông cảm nha. Lồng syrin. À, 3DX là nó chỉ quấn tới đây thôi, nếu mà 3DX thì nó quấn lên tới cái ngọn á là cây cần cứng ngắc luôn à, là không có quăng được, là nó chỉ làm phân nửa cái cây thôi, là tạo cái độ cứng của cái mình. Khoen này cũng là syrin luôn. Mà khoen này là AGS nhưng mà lòng xít nha. Đó. AGS lòng xít. ARS lòng xít. ARS lòng xít. Còn ở đây là khoen titan nhưng mà lòng xít của Fuji, không phải là của Daiwa. Daiwa chưa làm được khoen carbon ở trên trên đầu bu nha. Trên ngọn không có làm được. Đó, anh em xem lại. Rất là đẹp. Cái cây này á, nếu mà nói về cái mà phương tiện mà vận chuyển mình đi á, là nó rất là khó khăn, tại vì nó một khúc mà. Nhưng mà nếu mà nó mà đổi lại mà mình cái cảm giác mình đánh á, thì cái cây này là quá tuyệt vời, không có thể chê vào chỗ nào hết. Cái cây này á, là mình mua mình chủ yếu là đánh cá chẽm nha mọi người. Rất đẹp. Cái carbon mà nó sơn á, cái nước sơn mà nó sơn ở đây á, phải nói là đẹp lắm luôn á. Giống như là màu kim loại vậy đó. Nhìn rất là phê. Cây cây cần này á, chỉ mình thích không thích một cái điểm nhất này nhất. Nếu mà cho mình sự lựa chọn thì mình sẽ yêu cầu hãng là không có làm cái bát máy bằng, không có làm cái bát máy bằng bằng nút bần, mà làm bát máy bằng 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 mút, bằng mút đen thì nó sẽ bền hơn. Cái này á, mình cầm á, nó sẽ chắc tay hơn. Nhưng mà ngược lại là nó cái thời gian nó sẽ không có bền bằng. Mình thích thì nó bền hơn chút. Cái này á, bạn bóc chừng khoảng chừng, nếu mà kỹ á, chắc khoảng 5-6 lần là bắt đầu nó đen rồi. Ok. Rồi. Mình khui tem luôn. Khui tem luôn. Để mình lấy cái kéo. Em luôn. Cái này mình mua mình về mình chơi mà. Rất là đã. Oh, wow. Hơi cứng à.
rất là đẹp. Trời đảo anh em ơi. Sướng nhất là sướng chỗ này nè, lột tem. Wow, bót dữ. Tem lên trên. Thì hụt với nó khá cứng. Phê quá anh em ơi. Nghe cái tiếng này đã gì đâu á. Đó, ra luôn. Đó, vậy cho anh em dễ nhìn. Đó, đẹp không? Khá đẹp ha. Gờ đã quá. Rất là đẹp, rất là đẹp. Khui luôn cái này luôn. Luôn. Đấy cái này luôn. Nếu tính là năm nay là mình khui mình khui hai bộ cần mới rồi đó. Hy vọng năm sau khui được hai bộ cần mới nữa. Khui nhiều quá chắc chết luôn á. À, ủa sao lấy ra đây? Rung á, bị rung á. Giống như có người yêu mới á. Nắm tay người yêu mới bị rung là anh em ơi. Rồi, mình gắn cái máy thử cho anh em xem nha. Ok, coi nó như thế nào nha. Có gậy mới, có gậy mới. Đó, cái máy teo la khi mình bỏ vô cái bát máy đa hoa nó sẽ bị hơi hụt hơn cái này nè, nó sẽ ốm hơn chút xíu. Đa hoa thì nó vừa, đa hoa với đa hoa là nó vừa đó. À, quá là đẹp anh em xem nhìn nè, rất là đẹp, rất là đẹp, rất là đẹp, rất là cân bằng cây cần, không có chơi vào đâu được hết, chỉ chơi cái giá thôi. À, rất là đẹp, rất là đẹp. Rồi, ok, mình sẽ mở ra. Sẽ để lại đây. Ok. À rồi, cái video của mình tới đây là mình mở hộp cần với máy cũng đã kết thúc rồi. À, mình sẽ có cái clip về sẽ đi câu mà gần nhất về cây cần này để cho anh em biết là cảm nhận của cây cần một khúc nó như thế nào. À, và máy Isis Lightest nó như thế nào ha. Mình nghĩ là chắc chắn là sẽ ngon rồi. Nhưng mà để cái cảm giác coi mình đóng cá nó có giống như kỳ vọng của mình không, hay là nó chỉ cũng là ngon theo cảm giác là hàng cao cấp là nó ngon vậy thôi, chứ không phải là quá đỉnh ha. Rồi thôi, chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em những video sau. Anh em xem video của Vinh hãy bấm like và subscribe để ủng hộ Vinh nha. Bye.